sao cũng có đúng không? Thì một electron nó sẽ là 10 mũ trừ 10 mét. Nhưng mà một nanomet là 10 mũ trừ 9 mét. Nghĩa là nanomet nó sẽ sao? Dài hơn, ăn trong chút xíu. À, nhưng mà là một cái con số rất là nhỏ khủng khiếp. Vì hiện người ta định nghĩa là bước sóng nó chính là khoảng cách giữa hai làn dao động cùng khoa. Như thế nào là hai làn dao động cùng khoa? Đây, hãy nhìn cái này nữa. Thì thầy nói từ đây qua đây, bởi vì ánh sáng thì trong kim không giới phương là điện từ điện gốc và theo hình sin như thế này. Vì người ta hỏi là bước sóng là tính sao? Người ta nói bước sóng là khoảng cách giữa hai làn dao động cùng khoa. Vì thầy tính từ đây đến đây không? Không, mà nó phải từ đâu? Đây qua đây, hai làn dao động cùng khoa. Được chưa? Thì gọi là bước sóng tính bằng nanomet. Thầy nhớ điều này. Ngoài ra người ta còn có số sóng sau này, bởi vì khi mà tính bằng dài quá, không lẽ nói là mấy ngàn nanomet thì không được, người ta chuyển sang số sóng. Số sóng là số lần dao động trên 1 cm, gọi là đơn vị cũng là cm trừ 1. Thì cái này áp dụng cho cái phổ hồng ngoại và bữa phổ hồng ngoại mới sẽ được học. Thì là số sóng, đơn vị là số sóng. Còn nếu phổ UVX, tức là tử ngoại khai kiến, thì chúng ta dùng cái đơn vị là nanomet. Nhớ như này. Rồi, đây là nhắc lại cái phong dụng của sóng điện từ mà hồi xưa mắc lăng, xin lỗi Maxwell và dễ đô bên. Đây, phải người ta dễ không? Radio nè, thấy không? Từ cái xúc xích là trong cái lò máy quay nè, đúng không? Rồi bây giờ TX sử dụng trong y học là dùng trong cái nghiên cứu vũ trụ và là nghiên cứu bom đó. Rồi thế này, người ta đang minh họa cái này sao? Bước sóng này sao? Dài. Càng về sau nó sao? Ngắn lại. Thì tương ứng nếu mà bước sóng đó ngắn lại thì năng lượng nó sao bạn? Tăng lên. Đây nè, đây là cũng dễ. Bước sóng là càng ngắn thì năng lượng sao? Càng tăng. Vậy chúng ta sẽ thử một loại nha. Để mà tác động, bạn cung cấp một cái năng lượng mà đối với UV này, dùng tử ngoại này, là khoảng là vài trăm kilo calor trên mol, thì bạn sẽ tác động được cái dùng tử ngoại này, nó tác động được cái và bước là học chút xíu học sẽ thấy nếu mà bạn chiếu bức xạ điện từ trong dùng tử ngoại lên vật chất thì nó phải tác động lên đâu này, nó sẽ tác động lên cái electron có trong cái cấu trúc đó luôn. Đó là lý do mà dùng tử ngoại nó sao bạn là có thể gây ung thư là như vậy. Bạn thấy kìa chỗ này mà nó sẽ tác động lên các electron của nó được, nó làm rối loạn quá trình nhân bản, thành ra nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì bạn đây là một cái slide để người ta cho bạn thấy là cái biểu thức của lăng. Hãy nhớ như thầy, khi mà lăng đang càng ngắn thì năng lượng sao càng lớn, đó là cái quan trọng phải nhớ. Đây tử ngoại gặp là 200 đến 400, dùng đại kiến là 400 đến 800, vừa qua dùng vòng mạng này đến bằng số sóng là số lần dao động trên 1 cm. Còn tử ngoại xa là từ 50 đến 200 để dùng này. Tuy nhiên ngành điện chúng ta ít xài dùng này, mà ngành điện chúng ta xài dùng này. Rồi có mấy khái niệm mới mà chúng ta phải quan tâm là bức xạ đa sắc và đường sắc. Các dạng bức xạ điện từ là gì kể thì có bức sóng biến đổi khác nhau, bức sóng khác nhau biến đổi dùng dùng mà phổ điện từ đó người ta gọi là bức xạ đa sắc. Nghĩa là bức xạ đa sắc là tập hợp những cái bức xạ điện từ mà có bức sóng thay đổi thì gọi là bức xạ đa sắc. Và muốn có bức xạ đơn sắc thì sao? Vì cái ánh sáng trắng mà chúng ta này, chúng ta nói ánh sáng thường chúng ta đang nhìn thấy nè, theo bạn đây là bức xạ gì đây? Đa sắc, đúng rồi. Hiện nay trong ánh sáng này lẫn lộn rất là nhiều loại bức xạ khác nhau. Có khi là dùng UV, một ít UV có, VIX có, một ít dùng hồng ngoại có. Nhưng mà bây giờ bằng cái lăng kính, một cái dụng cụ là lăng kính hoặc cách tử, người ta có thể sao tách bức xạ đa sắc thành những bức xạ đơn sắc. Bức xạ đơn sắc là bức xạ sao? Là bức xạ mà có gì? Là tập hợp những bức xạ mà có cùng bước sóng và có một loại tức là cùng bước sóng và mang một loại photon mang năng lượng giống nhau. Thì hãy nhớ cái khái niệm bức xạ đơn sắc với đa sắc này, phải nhớ như này bởi vì có đi thi. Đây là hình ảnh của một cái bức xạ, một cái hình ảnh là lăng kính. Đây là người ta gọi là lăng kính, frame là lăng kính. Ở đây là cách thử. Thì trong cái máy giờ bữa chúng ta học, chúng ta đi đo UVX trên cái máy qua hộ UVX, cái máy mà hãy nói 300 triệu á. Một lời chia sẻ luôn, như đã nói rồi, chuẩn độ đi tích đi học thực tập, lỡ có bể bình định mất thì nhiêu tiền? 200 mấy ngàn, đúng không? Nếu mà của Đức, đúng không? Còn học quán tích 2, cái bộ phận mà rẻ nhất là cái cặp cuvet để đo quang này nè. Cái cặp đó khoảng 3 triệu. Tuy nhiên ngày xưa thì cổ bể một cái đền một cặp, bởi vì quang lộ có 2 cuvet này phải,
giống nhau. Bây giờ mấy cái hãng nó chế quang lộ sao giống nhau rồi, bảy cái là cái nghĩa là 1.5 triệu đầu biết không ạ? Tuy nhiên người ta sẽ tập huấn các bạn rất kỹ trước khi xài. Yêu cầu là đi học là phải nhớ gì thấy, phải theo hướng dẫn. Còn cái điện cực để đo pH trong bài điện hóa đó mà biết nhiêu tiền không? 8 triệu. Mà nó rất là dễ vỡ, đó là màng thủy tinh, học chưa? Thì cực màng thủy tinh á, để đo pH á, ẩu ẩu cắm vô cái con cá từ sao nó quay mạnh quá bong rồi bể. 8 triệu. Nói trước để mà tự mình điều chỉnh hành vi của mình. Hành vi là gì? Vô học thì phải nào tập trung và tuân thủ hướng dẫn những cái nghe. Nói trước cái nào nói trước khỏi bắt đầu sao, đúng không? Điều không rất là phiền phức nha. Đó là ghẻ các bạn, rồi đụng tới cái máy sấy ký, cái máy sấy ký tới 1 tỷ mấy lần. Cái cột sấy ký nó khó hư lắm, cột sấy ký nó khó hư lắm, nhưng mà cột 1 mấy triệu lần. Nhưng mà dễ vỡ là cái này, cái phần quang học nè, mấy cái tủ quét nó dễ vỡ. Thứ hai cái là phần điện hóa đó, là cái màng điện cực màng thủy tinh nó dễ vỡ. Nếu mà chúng ta có tập trung xíu là mình phải thấy đó. Rồi móc lăng, bây giờ mới nói thì thành tựu móc lăng là người mình móc cho thiết lượng tử ánh sáng. Đây là cái thiết lượng tử ánh sáng của móc lăng đưa ra thì lúc đó là đồng giải Nobel mà được rất là nhiều người công nhận. Tuy nhiên sau này Einstein là cái người mà coi như là bổ sung để hoàn chỉnh cái thiết lượng tử đó của móc lăng. Bởi vì Einstein với móc lăng là hai người làm chung một cái viện hàn lâm học của Đức, thì móc lăng tính ra là đàn anh của Einstein. Einstein rất giỏi và hai người này là hợp tác nhau rất là tuyệt vời, và cả hai đều có tính nhân văn rất là lớn. Thì bữa sau đi kể câu chuyện về Einstein cho bạn nghe thì rất là hay. Thì Einstein thì công nhận những kết quả mà của Mach Planck mang lại, nhưng mà bổ sung thêm năng lượng điện từ hay là bức xạ tồn tại dưới dạng các lượng tử, thì cái điều này Mach Planck đã phát biểu rồi. Thì bức xạ là cái dòng photon không chia cắt được, và năng lượng chúng xác định theo phương trình của Mach Planck, tức là những gì Mach Planck nói là ông nói đúng. Thì giải thích các chính xác về hiện tượng quang điện, quy định tác dụng hóa học của ánh sáng, thì là nền tảng cho sự phát triển của các khái niệm về cấu tạo nguyên tử phân tử thế này. Thì cấu trúc nguyên tử như thế nào, là trong đó có hạt nhân và các hạt trong thế nào, tất cả đều phải dựa vào cái lượng tử ánh sáng cơ bản ban đầu người ta là giải thích được. Vậy thì Einstein vận dụng cái thiết lượng tử ánh sáng của Mach Planck để mà giải thích cái hiện tượng quang điện. Ở đây có ai nghe cái từ hiện tượng quang điện bao giờ chưa? Có nghe không? Quang điện là sao? Chuyển tín hiệu quang thành tín hiệu điện. Mà cái công trình này đã giúp cho Einstein đầu kể về 1922. Người ta nói rằng nếu mà cái nhà khoa học nào có thể hai đầu nhảy, đầu hai giải Nobel đó chính là ai vậy? Einstein. Bởi vì Einstein không có nổi tiếng với cái việc hiện tượng quang điện này đâu, mà Einstein nổi tiếng với tiết gì còn nhớ không? Ai biết không? Chú mà nó đúng tiết đường đâu. Cái tiết mà đưa ra ôm bằng MC bình quân. Tuy nhiên cái thiết ổn tại thời điểm đó là những cái năm đó là Thủ Đức nó đang bài trừ. Bạn có biết là bà nội với ông nội gì của Einstein là người Israel không? Đó đọc không? Và ổng là ổng vô viện hàn lâm Đức, ổng làm là ổng phản bác những cái công trình học mà nó gây là sao, nó gây là sát thương. Và với cái độc Sarin không, Sarin mà nó khủng bố ở Real Madrid cách đây mười mấy năm rồi nhớ không, ở cái tàu thì nhớ rồi mà. Thì thôi đi, bữa nào kể cho nghe. Thì cái chất sarin đó là được một cái nhà khoa học Đức ở trong viện hàn lâm Đức tổng hợp lên. Bạn biết là Đức cái trận mà nó quýnh với Pháp ăn ở chiến tranh thế giới thứ hai là nó thua tan tác ở cái phút nào đó, nó bị thua quá trời. Vì lúc đó ăn nó có hàng loạt cái xe tăng mới và cái máy bay thì bây giờ quân Đức nó làm nó chết rất là nhiều. Sau đó nó nghe cái lệnh nó phải chế dùng bom quá học được quá. Thì ông mà nghĩ ra cái độc sarin đó là trong cái viện hàn lâm học Đức. Và lúc đó là vì cái ông đó mà Einstein mới phát hiện luôn. Và con cái viên thì bữa nào thì kể cho mình nghe, mà lên mạng mình gõ là lên YouTube á, mình gõ là Einstein and Eddington nha. Eddington là nhà học người người Anh mà coi về ổng nghiên cứu về thiên văn học. Thì nếu không có Eddington thì sẽ không có Albert Einstein như ngày nay. Bởi vì Eddington là cái người mà đã chứng minh rằng những gì Einstein là nói đúng. Tại thời điểm những phát biểu của Einstein người ta tự không phục, ông rất là sự thật.
bạn coi cái video thì bạn thấy ở đó là cái tình yêu học về cái tình yêu trong chiến tranh, tình yêu vợ chồng. Và ý nó là gì? Khoa học nó không phân biệt là chiến tranh, không phân biệt giai cấp, không phân biệt dân, không phân biệt dân tộc. Thì nó rất hay. Bạn thấy là ở đó bạn thấy những con người làm học rất là lớn. Mở lên coi đi. Nhớ nha. Albert Einstein and Eddington lên YouTube gõ và coi phim đó mà thấy có nhiều cảm xúc trong cái bộ phim đó. Thì Einstein là giải bởi vì ông bị bài trừ và cái giới khoa học á sau khi thuyết tương đối công bố rồi đó là tới thời điểm đó ông vẫn chưa được giải Nobel, mà cái công trình của ông là ảnh hưởng khủng khiếp trong cái giới gọi là khoa học lượng tử rồi đó. Người ta đánh giá nói là người nhà khoa học nào mà có thể làm thay đổi thế giới này nhiều nhất thì người ta nói hai người thôi, một là ai? Albert Einstein và hai là Isaac Newton. Tại sao chiếc máy bay nó bay được? Tại sao cái phản lực thì nó bay được? Thì cái công trình của Isaac Newton nó... Vậy là xưa mình học ba lực Newton mình nhớ không? Mình nghĩ nó chân mây với... đúng không? Nhưng mà cái lực đó giúp cho chiếc máy bay nó bay được. Người ta tính toán làm sao để trong chiếc máy bay được? Chiếc phản lực bay F-35 của Mỹ tất cả đều theo được dựa trên cái lực 3 Newton. Bạn nhớ không? Thì nó cũng khiếp đúng không ạ? Mình cứ thấy gì cứ rất là... Thì cái thế giới học bao nhiêu Einstein ra cái tiếng đổi rồi mà vẫn chưa được giải Nobel là người ta lúc đó người ta nhiều nhà học lớn trên thế giới người ta tỉ tay giải Nobel, người ta viết đăng báo rồi người ta gửi thư, người ta cự quá trời. Tại trong cái hội đồng xét giải Nobel năm đó thì có rất khoảng mười mấy hai người mỗi hội đồng mỗi ngành ấy. Thì trong đó cái ngành vật lý là mấy ngành rất là nhiều và theo chúng là họ bị ảnh hưởng cái tư tưởng là quốc xã, họ bài trừ Israel. Chính vì vậy mà Einstein rất là nổi tiếng nhưng mà không được giải Nobel. Thì thế giới này người ta mới cự quá trời cự luôn. Thì cuối cùng mới lật ngược lại, cha có giải gì được băng địa nhỏ. Chứ đúng là ổng là phải hai giải Nobel. Einstein, nếu mà ta nói là cái người nào có ăn hai giải Nobel thì chính là Einstein. Mà hãy đọc về cuộc đời của Einstein mà thấy rất hay. Hiện tượng quan điểm là thế nào? Là em biết tôi nói nè. Ở đây hiện tượng quan điểm này là ông Stolotov là người Nga. Ông đã thiết kế cái nghiệm cho ông đúng rồi. 5860 mấy ông lên nè. Ông làm rồi. Nhưng mà tại sao giải thích được? Tại sao nó gì không ai giải thích được? Ông làm sao cái nghiệm này? Ông có cái ông có một cái bảng series. Ông đặt cái kim loại vô đây. Một loại kim loại rồi đó. Vậy ở trường hợp này là ông xài là vàng, thì ông bao một cái lớp silicon oxide ở ngoài và ở trong đây là một cái khối kim loại, sau đó ông đặt hai cái điện cực, ông vừa dương vô đây, vừa gắn cái đồng hồ điện kế để đo điện kế, thì bây giờ ông mới chiếu ánh sáng vô, ông làm cái thí nghiệm mà ông giải thích ngoài không được, cái điều chết cũng ông giải thích được luôn, thì ông chiếu ánh sáng vô, thì có loại ánh sáng thì sao? Làm cái kia điện kế nó quay, có loại ánh sáng thì sao? Đứng yên chỗ một. Thì câu hỏi đặt ra tại sao nó quay? Mà tại sao nó sáng này đứng yên? Bạn giải thích nổi không? Làm sao mà để giờ học cũng phùng nó giải thích thì Einstein là người giải thích cái gì này? Vận dụng cái thiết lượng lửa sáng của mắt băng thì giải thích là chính xác là như vậy. Và thầy sẽ nói không có ma đâu bạn. Vài bữa lên một môn học á, lên cái phòng máy mà mười mấy tỷ á, có nhiều cái máy đó. Thì nếu mà bạn học mà bạn ghi nhận công ơn của mình như hôm này á, thì xung quanh mấy cái máy đó rất là nhiều ông đó. Bởi vì trong máy quang phổ biến và cái đầu dò PDA trong sách ký á là ứng dụng hiện tượng quang điện này rất nhiều. Là Einstein với mắt lăng ngồi đâu đó. Không nói thiệt mà. Giờ bà thấy họ xứng đáng được giải Nobel. Cái chuyện mà họ đã phát minh, phát biểu rất đẹp trong mấy năm rồi đó. Mà bây giờ vẫn còn ứng dụng. Bà thấy cũng kiếp. Rồi cái máy khối phổ và mắt tiền á, 8 tỷ mấy á, bạn đến đó bạn làm thì có một ông nữa, Joseph Sir Thomson, người Anh, đậu giải Nobel năm 1902-3 với công trình là khối phổ. Thầy nói thiệt chứ mày nói chơi luôn, thiệt á. Nếu mà bạn ghi nhận công hơn, bạn thấy hàng loạt các thầy sư phụ ổng ở xung quanh đâu đó. Vì mày thấy sao? Bây giờ bởi vì bức xạ điện từ ánh sáng mang lượng không? Có. Vì ông chiếu một loại ánh sáng mà mang năng lượng đủ lớn với bước sóng ngắn mà năng lượng đủ sao? Đủ lớn thì nó tác động đến đâu ạ? Nó sẽ va đập với các electron mà có trong cái bảng kim loại này. Cấu trúc electron mà học
hiện nay mình